Đây là K51 hay K53 ta? Đây là K5 K53 350. Chị sao hỏi chị Hoài xem phải K53. Để chị ghi cái mát rồi em quên đấy. Ô cái bút dạ. Đủ size cho mọi người lựa chọn từ M đến 2XL. 40 kia bản luôn. Rồi ok, thì Dương và Thì Vân xin chào tất cả các chị em mình đang xem livestream của em. Rồi mọi người ơi, mọi người có nhìn rõ em không nào đang xem livestream của em? Mình cho em xin một dấu chấm này, một cái comment hay một cái icon bất kỳ gì đó thôi để bên em biết rằng là các chị em đang theo dõi chúng em trong buổi livestream ngày hôm nay. Và để ngày hôm nay bên em có cơ hội gọi tên các chị em trong buổi livestream này, mình cùng tương tác với nhau nào. Tương tác vào cách nào đây là cách chị ơi, mình để chấm chấm phẩy phẩy tại đây giúp em này. Một câu xin chào hay một cái icon bất kỳ gì đó thôi để bên em biết rằng là chúng ta vẫn đang theo dõi nhau trong buổi livestream ngày hôm nay. Và ngày hôm nay bên em đáp một tên shop, bên em mở ra một chương trình là xả áo phao toàn bộ với giá sốc, thật sốc luôn. Đấy, nên chị ơi nào mình đang tham gia với live với em, đó là một điều rất là may mắn rồi đúng nào. Rồi, ngày hôm nay để mình tham gia vào chương trình tổng xả kho với mức giá sốc, với hiện tại thì Dương vừa mới thông báo thì các chị yêu mình chia sẻ cho em một vài lần nho nhỏ xinh xinh là 5 lần nha. Chia sẻ cho em 5 lần để mình hưởng với mức giá ưu đãi được không ạ? 5 lần lên trang, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai, 3 lần còn lại chia sẻ cho em vào hội nhóm hội trợ hội buôn bán công khai. Đó chính là điều kiện này để mình tham gia với chương trình. Tham gia với chương trình là xả áo phao với giá sốc, thật sốc được không ạ? Rồi ok. Và bây giờ này, đấy các chị yêu hãy feedback cho em một cái nho nhỏ xinh xinh, em để cho xinh xinh ra sao đúng không đấy. Rồi, các chị yêu hãy feedback cho em một cái nho nhỏ xinh xinh tại đây nào. Là âm thanh ánh sáng đường truyền em ổn định chưa? Nếu âm thanh ánh sáng đường truyền ổn định rồi thì bên em sẽ bắt đầu vào một chương trình tổng xả kho ngay bây giờ. Còn nếu ví dụ như âm thanh ánh sáng đường truyền nó chưa ổn định này thì mọi người comment những cái lỗi đó ở đây giúp em, ví dụ như là âm thanh không nghe rõ này, hay là gì ạ, hình ảnh không được nét, thì mọi người comment tại đây để em khắc phục, để ngày hôm nay em có thể đem đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt vời nhất và một buổi shopping thật là ý nghĩa nhất nhá. Rồi ok, rất nhiều các chị yêu đang quan tâm đến sản phẩm áo mà hiện tại Thùy Dương và Thùy Vân đang mặc trên người đúng không ạ? Vậy thì các tình yêu này, trong đầu mình đã nghĩ ra một mức giá gì cho em này chưa ạ? Rồi, ổn rồi đúng nào, rồi em cảm ơn feedback của chị yêu rất là nhiều này. Vậy thì bây giờ thì Dương không làm mất nhiều thời gian các chị yêu nữa. Chúng ta bắt đầu vào một chương trình ngay bây giờ được không ạ? Rồi, một chương trình tổng xả kho sản phẩm áo phao giá sốc, cho sốc toàn bộ cửa hàng bên em. Chương trình sẽ được bắt đầu này. Rồi, với sản phẩm đầu tiên hiện tại Thùy Dương và Thùy Vân đang mặc trên người đấy ạ. Một sản phẩm áo phao này được thiết kế là phao dáng ngắn này, và thiết kế là phao dáng rất rộng này. Đấy, phao này là phao dáng rộng này, phao dáng Hàn Quốc cho em nhé. Với sản phẩm này được thiết kế điểm nhấn là cái phần tay này. Phần tay chúng ta được thiết kế này, khối viền khóa này, khóa có kèm tag cho các chị yêu nhá. Đấy, một cái tag này rất trông rất là trẻ trung năng động và hơi là nghịch ngợm đúng nào. Đấy, phần ngực chúng ta cũng có một phần khóa này. Đấy, rồi này, túi của chúng ta này có nắp đóng này. Bên dưới được bo chun đúng không ạ? Ngày hôm nay sản phẩm này sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 350.000 trên sản phẩm em và Thùy Vân đang mặc trên người. Yêu thích để đúng cú pháp cho em là K53. K53 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công này. K53 bên em có đủ size, từ size M cho đến size 2XL, từ 40 đến 65kg đến 70kg mình đều có size lựa chọn cho em đúng không ạ? Ống bo tay chun không sợ gió lùa cho em nhé. Đấy, thiết kế có cả mũ này, mũ không thể tháo rời cho em đúng không ạ? Đấy, rồi, ngày hôm nay sale chỉ mức giá là 350.000 thôi ạ. Đấy, đầy đủ size cho các chị yêu, từ 40 đến 70kg mình có size lựa chọn cho em luôn. Đấy, yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K53 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K53 màu đen này, đấy, 350.000. K53
K53 màu gì ạ? Màu xanh quân đội này. Đấy, gọi tạm gọi đó là màu xanh rêu các chị nhá. Đấy, K53 màu xanh rêu 350.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K53 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 này. Đấy, em tiến lại gần cho các chị xem chất luôn này. Rất là dày dặn, pha chuẩn bông rất là dày dặn các chị ạ. Đấy, chuẩn từng đường kim mũi chỉ luôn. Hàng Quảng Châu cao cấp của bên em đúng không nào? Rồi chị em nào yêu thích mã này nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào. K53 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000 em đi em mẫu đi. Đâu? Thằng mẫu gì chưa giới thiệu với một em này. Rồi với sản phẩm K53 này, một màu đen và một màu xanh rêu. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em này. Đấy, một sản phẩm phao này là phao dáng ngắn này, nhưng mà được thiết kế là phao dáng rộng này, phao béo đúng không nào. Đấy, chị yêu nào mà mình gầy gầy một xíu, mình mặc cho em cái phao dáng béo này, trông người nó đậm đà lên, rất là xinh gái đúng không nào. Rồi, ngày hôm nay sẽ mức giá 350.000 để đúng cú pháp cho em. K53 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000. Bên em chuẩn bị qua mẫu rồi nên còn chị yêu nào mà yêu thích cái sản phẩm này thì mình để đúng cú pháp cho em, mã sản phẩm là K53 các chị yêu nhá. Đấy, rất nhiều các chị yêu mình đang quan tâm đến sản phẩm áo phao đỏ mà canh mặt đúng không nào. Vậy thì bây giờ thì Dương sẽ qua mẫu sản phẩm giống như sản phẩm đấy và sẽ giới thiệu sản phẩm đó cho các chị yêu nhá. Rồi ạ. Rồi ok, em đang qua một mẫu áo phao tiếp theo này. Đây là một cái mẫu áo phao Hàn Quốc của em đang mặc trên người nhá. Đây là một cái dáng áo phao Hàn Quốc này, với điểm nhấn là những cái phần dây ở túi áo rất là đẹp luôn. Form này thì là form dáng Hàn Quốc, mũ lông thì là mũ lông cực kỳ là to, cực kỳ là ấm luôn đúng không nào. Chất len rất là dày dặn, áo quần chất phao rất là dày dặn này. Phao trần bông đến từ hàng Quảng Châu cao cấp bên em. Hôm nay chiếc áo này em sale cho mọi người với giá là chỉ còn là 399.000 thôi. 399.000 mà được một cái áo phao đẹp như này thì mọi người đừng chờ chú giúp em nha. Lên ngay cho em nào. K21 kèm màu kèm số điện thoại. K21 hôm nay có tận 6 tông màu liền. Em sẽ lên lần lượt từng tông màu cho các chị yêu lựa chọn nha. Tông màu đầu tiên đang lên đó là một tông màu hồng này. Một tông màu hồng đất này cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là sang chảnh và nhã nhặn đúng không nào. Ống tay này thì là ống tay bo chun giúp em nhá. Gió luồn vào không thể nào luồn được đúng không nào. Nhanh tay lên 399.000. Yêu thích để cho em theo đúng cú pháp. K21 kèm màu kèm số điện thoại. Cổ lông này là cổ lông kéo được, tháo được giúp em nhá. Bên em mẫu em đang mặc có đủ size đủ số cho các chị lựa chọn, từ 45kg đến 70kg lựa chọn cho em nha. Rồi ok, ngày hôm nay K21 có đến 6 tông màu cho các chị yêu mình cùng lựa chọn cơ ạ. Vậy thì Thí Dương và Thí Vân sẽ lần lượt từng tông màu cho các chị yêu để mình cùng ngắm và cùng shopping nhá. Rồi với sản phẩm K21 thì Dương đang mặc là một sản phẩm K21 màu trắng kem này. Một tông màu trắng kem trắng sữa này thì rất phù hợp chị yêu nào mà mình thích cái màu nhẹ nhàng một xíu, mình không thích màu quá nổi bật hay màu quá trầm đúng không ạ. Và sản phẩm màu trắng kem này mặc cho em này đi chơi Sapa này, đi đâu chơi đi du lịch mặc chụp ảnh sống ảo cho em sản phẩm này rất là đẹp. Rồi ngày hôm nay sale mức giá là 399.000. Đấy, một form dáng rất là rộng này. Đấy, phong cách Hàn Quốc đúng không ạ. Rồi ngày hôm nay sale mức giá 399.000. Để đúng cú pháp cho em, mã sản phẩm là K21. K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công này. Đấy, lông phối sắc màu này là một hot trend của năm nay đúng không ạ. Cái lông phối sắc màu là một hot trend của năm nay này. Đấy, không bao giờ lo lỗi mốt đúng nào. Cái sản phẩm lông sắc màu này rất là đẹp và rất là nghịch này. Đấy, ngày hôm nay sale mức giá là 399.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào là K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công này. Đấy, em qua màu tiếp theo đây ạ. Đúng rồi nào, áo em đang mặc và áo trên con canh cùng là một loại áo nhá các tình yêu ơi. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. K21 kèm màu kèm số điện thoại. Tông màu tiếp theo của em đang mặc đó là một tông màu xanh rêu. Một tông màu xanh rêu này thì cực kỳ là tây đúng không nào. Cổ lông thì cổ lông rất to nào. Phao trần bông đến từ hàng Quảng Châu cao cấp bên em. Hôm nay giảm giá cho các chị trong live stream ngày hôm nay. Em nhắc lại nha, chỉ có trong live stream ngày hôm nay thôi, bên em mới giảm cái giá áo phao này chỉ còn 399.000. Nên chị nào yêu thích thì nhanh. K21 kèm màu kèm số điện thoại. Cái màu xanh rêu này của em mặc cực kỳ là tôn da này, cực kỳ là sáng da luôn đúng không nào. Ống tay là ống tay bo chun cho em nhé. Đi đường gió lùa vào không hề vấn đề gì hết đúng không nào. Hôm nay là đồ trần nhiệt độ là dưới 10 độ C rồi. Ra đường mà không có cái áo phao Hàn Quốc như này ấy, cái áo phao Đại Hàn như này thì các chị em không thể nào ra đường ở đâu, bởi vì nó quá rét luôn, cực kỳ là giá rét. Nên là nhanh tay chốt đơn cho em. Nếu mà em qua mẫu hay là em qua cái livestream này mà hết cái livestream này thì không còn cái giá ở đâu. Để cho em theo đúng cú pháp nào.
K21 kèm màu kèm số điện thoại nha. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K21. Mã sản phẩm em đang mặc trên người có đủ size đủ số các chị em lựa chọn nào, từ 45kg đến 70kg. Nên nếu yêu thích để nhanh để tay nhanh cho em là K21 kèm màu kèm số điện thoại. Các tình yêu xin lỗi cho em là bởi vì hôm nay livestream có rất nhiều người comment hỏi này, bên em không thể nào trả lời được hết nào, không trả lời thì không thể nào trả lời được hết. Các chị yêu chỉ cần để theo đúng cú pháp là K21 kèm màu kèm số điện thoại. Một đội ngũ bên em Telecell sẽ tự động gọi cho các chị, tư vấn cho các chị size số này để các chị có mặc vừa không nha. Nhanh tay giúp em 7 tông màu, rất nhiều tông màu đấy ạ, em sẽ lên lần lượt. Rồi ok nào, 60kg mình mặc ok, xem dưới 70kg là bên em bao vừa cho các chị yêu, bởi vì hàng có đủ size đủ số nhá. Đấy nên các chị yêu mình cứ yên tâm về cái phần chiều cao cân nặng này. Mình đặt thích rồi, mình để đúng cú pháp ra để mình lên đơn hàng thành công là mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. Đấy, sau đó bên em sẽ có một đội ngũ nhân viên telesale gọi điện cho các chị yêu này để tư vấn về chiều cao cân nặng size số cho các chị yêu, làm thế nào để chọn cho các chị yêu một cái sản phẩm phao mặc vừa người nhất của chúng ta, đúng nào. Rồi mà bây giờ là K21 màu đen, một sản phẩm màu đen này không kén da kén dáng kén độ tuổi của chúng ta, đúng không ạ? Độ tuổi nào cũng có thể mặc màu đen thôi em. Đấy, mặc cái màu đen thì mặc rất là sạch và giấu dáng này. Ngày hôm nay sale mức giá bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000 trên sản phẩm 399.000 trên sản phẩm áo hiện tại em đang mặc. Yêu thích để đúng cú pháp cho em. K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 399.000. Và hàng em là hàng có size, có size từ cho 45 cho đến 70kg, mình mặc ok cho em sản phẩm này được không ạ? Đấy, cứ từ 45 đến 70kg em bao vừa cho các chị yêu luôn đúng không ạ? Rồi để đúng cú pháp cho em lên đơn hàng thành công, K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. Đúng rồi các tình yêu ơi, hôm nay livestream ngày hôm nay em sẽ lên lần lượt từng các loại mẫu áo phao này. Em sẽ lên tất cả mấy trăm mẫu áo phao hôm nay của bên em luôn cho mọi người nhá. Nên là mọi người phải, nếu mà yêu thích mẫu nào là phải nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại. Bởi vì chỉ có trong livestream ngày hôm nay bên em mới giảm giá thôi. Nếu mà không mua trong livestream ngày hôm nay thì cực kỳ là một lãng phí của các chị đây đúng không nào. Nhanh tay để cho em nhá. Màu tiếp theo nó mặc trên người đó là một tông màu nâu. Một tông màu nâu cực kỳ là đẹp này. Đây là một màu nâu đất nhá, rất là đẹp luôn. Ống tay bo chun, phao này thì là phao Đại Hàn này. Đấy, phao Đại Hàn. Form dáng là form dáng rộng này. Dưới 45kg, à trên 5... Từ 45kg đến 70kg mặc vừa giúp em. Sale chiếc áo này hôm nay chỉ còn là 399.000 thôi. 399.000 là một cái giá cực kỳ rẻ đối với cái chiếc áo phao trần bông này, đến từ hàng Quảng Châu cao cấp bên em. Nên là đừng chần chừ giúp em, để ngay cho em cú pháp K21 kèm màu kèm số điện thoại. Một cái áo cực kỳ đẹp luôn này. Cổ lông thì là lông ngũ sắc này, rất là hot trend luôn đúng không nào. Nhanh tay giúp em nha. K21 kèm màu kèm số điện thoại giúp em, chỉ có 399.000 thôi. Đừng chần chừ thôi em nào, bởi vì nếu mà em qua mẫu sẽ không còn cái giá đẹp như này lâu đúng không nào. Nhanh tay lên cho em nha. K21 kèm màu kèm số điện thoại. K21 là mã sản phẩm em đang mặc trên người nha. Rồi ok, tiếp tục qua K21 màu đỏ. K21 màu đỏ này. Rồi K21 màu đỏ đấy ạ. Sản phẩm K21 màu đỏ mà hiện tại thì Dương đang mặc đây là một cái sản phẩm tông màu rất là nổi bật này. Đấy, một tông màu trong cái mùa đông lạnh giá này mà mình mặc cho em một cái tông màu này này. Đấy, rất là ấm áp đúng không ạ? Mình nhìn thôi mình đã thấy nó ấm áp rồi chứ chưa đừng nói là mình mặc lên người này. Đấy, một sản phẩm màu đỏ này thì rất là trẻ trung, năng động và nổi bật nhá. Đấy, rất là ấm áp trong mùa đông. Rồi ngày hôm nay sẽ mức giá 399.000. Để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K21. K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá 399.000. Dáng phao là dáng phao rộng này. Đấy, dáng phao rộng này, một cái dáng phao rất Hàn Quốc đúng không ạ? Chiều nào mà mình có bạn bè chuẩn bị đi xuất khẩu nước ngoài này, à xuất khẩu lao động này, hoặc là chuẩn bị đi mình đi du học này, mình mưu cho em những cái sản phẩm phao Đại Hàn trần bông như này nhá. Đấy, mình sang đấy mình đi không sợ lạnh đúng nào. Rồi ngày hôm nay K21 sale 399, để đúng cú pháp là K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Và bây giờ thì Dương xin phép và giới thiệu về sản phẩm K21 và em sẽ gì ạ? Em sẽ giới thiệu lại từng tông màu của K21 để cho các chị yêu mình cùng ngắm lại một lần nữa nhá. K21 là một sản phẩm phao trần bông Đại Hàn Quảng Châu cao cấp, được thiết kế là phong cách Hàn Quốc và form dáng rộng này, được thiết kế một phần cổ lông này. Đấy, lông ngũ sắc là đang họ là hot trend của năm nay được không ạ? Lông có thể tháo rời cho em. Và điểm nhấn đặc biệt là phần túi của chúng ta có thiết kế thêm cái phần dây này, rất là cá tính đúng không ạ? Ống bo tay này không sợ gió luôn. Ngày hôm nay sale mức giá là
99.000. Và hàng có đủ size từ 45 đến 70kg, mình có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K21. K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để lên đơn hàng thành công với mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 399.000 thôi nhá. Rồi ok nào, bên em này có rất nhiều mẫu phao đấy. Các chị yêu mình cứ nắm lại livestream em một lát. Một lát nữa em lên hết tất cả những mã sản phẩm áo phao được không ạ? Đấy, các chị yêu nào mà mình muốn xem mã nào, mình cứ ở lại livestream với em một lát nữa em sẽ lên những sản phẩm đó cho các chị yêu đúng không ạ? Rồi, K21 màu đỏ này 399.000, K21 màu nâu 399.000, K21 màu hồng đất 399.000, K21 màu đen 399.000, K21 màu rêu này đấy 399.000 và K21 màu trắng sữa 399.000. Đầy đủ 5-6 tông màu của K21 ở đây. Chị em nào yêu thích để đúng cú pháp cho em nào, K21 kèm màu kèm số mã trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. K21 màu đỏ 399, K21 màu đen 399, K21 màu xanh thêu 399.000, K21 màu trắng sữa này 399.000, K21 màu nâu 399.000 và K21 màu hồng đất 399.000 nhá. Còn chị yêu nào yêu thích mã sản phẩm nào, mình để đúng cú pháp tại đây cho em là K21 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, mình lên đơn hàng thành công với mã sản phẩm là K21 các chị yêu nhá. Một sản phẩm phao chấn bông rất là dày dặn, form dáng rất là rộng này. Rồi ok các chị ơi, những cái mã sản phẩm nào mà các chị yêu đang quan tâm, các chị yêu mình cứ nắn lại livestream với em một lát, bên em có hết, bên em sẽ lên hết cho các chị yêu được không ạ? Đấy, nên là bên em sẽ lên từ từ theo trình tự này đấy. Chị thì muốn lên mã này, chị thì muốn lên mã kia, bên em không thể nào mà một lúc lên cả hai mã cùng một lúc được đúng nào. Vậy thì mình này, mình yêu thích này, mình để mình nắn lại livestream em, mình chia sẻ cho em một vài lần nho nhỏ xinh xinh để em và Thùy Vân có động lực thử hết tất cả những mẫu sản phẩm cho các chị yêu được không ạ? Rồi, 5 giây cuối cùng đối với sản phẩm K21 để tại đây cho em. K21 kèm màu kèm số tại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công các chị yêu nhá. Đấy, bên em qua mẫu đấy ạ. Rồi, yêu thích thì để lại đúng comment cho em nha. Bởi vì hôm nay bên em sẽ lên lần lượt từng có mẫu áo phao liền. Rất nhiều mẫu áo phao ở đây bên em sẽ mang ra để phục vụ các chị này, để sale cho các chị để tránh lại đợt rét đúng không nào. Nên các tình yêu hôm nay mua hàng bên em thì nhớ quay ra chia sẻ cho em vài lần nhỏ, 3 lần cho em nha. Nhớ chia sẻ cho em 3 lần này. Bởi vì cái giá sốc như này, cái giá giảm giá như này trong livestream ngày hôm nay áp dụng cho những chị nào chia sẻ ok chưa nào. Nhanh tay giúp em nha. Tiếp theo này, em đang coi một áo phao này. Đây là một áo phao được gọi là áo phao công sở nha. Một cái áo phao cực kỳ là đẹp luôn đúng không nào? Bởi vì là có điểm nhấn chiết eo ở đây này. Mặc áo phao mà vẫn tôn dáng, không hề phá dáng luôn. Chị nào mà không muốn cái áo phao béo này, không muốn cái áo phao dáng Hàn Quốc này thì chốt ngay cho em cái áo phao này nhá. Đấy, một cái áo phao rất là đẹp luôn đúng không nào? Cổ là cổ lông rất là to. Nhanh tay để cho em cú pháp mã sản phẩm là K22. K22 hôm nay sale chỉ còn 350.000 đồng thôi. Giá niêm yết ở bên em là 550, mà hôm nay sale 350.000 đồng là cái giá cực kỳ là cho không mọi người rồi. Tặng mọi người một nửa đi để có thể mọi người để tránh rét nào. Nên là nhanh tay ở cho em cú pháp K22 kèm màu kèm số điện thoại. K22 hôm nay có rất nhiều tông màu này, em sẽ lên lần lượt từng tông màu cho các chị yêu được chưa nào. Một cái form áo cực kỳ là chuẩn như này đúng không? Nhanh tay cho em nha. Nhanh tay giúp em bởi vì là hôm nay em xả cực kỳ rồi, xả sập sàn luôn đấy đúng không nào? Một cái tông màu xám cực kỳ là sang chảnh nha. Rồi ok, chị yêu nào mà mình muốn lên đơn hàng thành công thì mình để đúng cú pháp là K21 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Chị yêu nào mà mình chỉ để lại là cho chị cái này, cho chị cái kia, hay để lại mỗi mã sản phẩm mà không có số điện thoại thì bên em không biết là liên lạc với các chị yêu bằng cách nào để mà tư vấn chốt đơn hàng cho các chị yêu đúng nào. Bởi vì này, qua một cái sản phẩm này, qua một cái lượt livestream này, bên em còn có một đội ngũ nhân viên telesale gọi điện lại cho các chị yêu để tư vấn về chiều cao, cân nặng, size số cho các chị này, làm thế nào để chọn cho các chị yêu vào một cái sản phẩm áo phao nó mặc vừa nhất với cơ thể của chúng ta. Đấy thì bên em mới gửi hàng cho đúng nào. Đấy nên là mình phải để đúng cú số điện thoại cho em nha. Rồi bây giờ em xin phép được qua một sản phẩm K22 màu hồng phấn này. Đấy, một sản phẩm K22 màu hồng phấn này rất là nhẹ nhàng, tinh tế, rất phù hợp với chị yêu nào mà chúng ta thì là mình thích nhẹ nhàng, mình nữ tính một xíu, mình chọn cho em cái tông màu này nhá. Tới ngày hôm nay sale mức giá chỉ còn 350.000 trên sản phẩm áo phao này thôi. Đấy, lông này có thể tháo rời cho em nếu chị yêu nào không thích lông này. Đấy, mũ thì không thể tháo rời cho em nha. Rồi ngày hôm nay sale mức giá sốc giá chỉ còn là 350.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào là K22 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là bao nhiêu ạ? 349.000 các chị yêu nhá. Một sản phẩm này, áo phao này, chiết eo rất là đẹp này, rất phù hợp chị yêu nào mà mình đi làm công sở, mình mặc cho em cái sản phẩm này.
này rất là gọn gàng. Rồi ngày hôm nay sale 350.000 để đúng cú pháp K22 kèm màu kèm số loại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công các chị yêu này. Đúng rồi các chị yêu ơi, hôm nay là giá sập sàn nên là phải để đúng cú pháp cho em nha. Để đúng cú pháp cho em làm 3 sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại, đó là cú pháp phải lên đơn hàng thành công nha. Nhanh tay giúp em nào. Em lại tiếp tục lên một chiếc áo phao màu đỏ. Đây là một cái áo phao cực kỳ là đẹp luôn. Nhìn tôi đã đủ ấm rồi đúng không nào? Nhanh tay giúp em nào, hôm nay sale chiếc áo phao này chỉ còn 350.000 đồng thôi. Nhanh tay để cho em đúng cú pháp K22 kèm màu kèm số điện thoại. Một tông màu đỏ rất là đẹp này. Túi thì cực kỳ sâu. Chiết ly cho em nha. Mặc áo phao mà không hề bị phá dáng luôn. Dáng nào khúc nào vẫn ra khúc đấy giúp em nha. Cổ lông này thôi nhìn cho em này. Đấy. Cái cổ lông này nhìn cho em nó biết là đến từ hàng Quảng Châu cao cấp. Với chất pha, với cái chất là rất là đẹp luôn. Rất là dày dặn đúng không nào. Đấy, cái phần lông này rất là dày lụa dặn luôn. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K22 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Hôm nay áo phao là rất nhiều mã nên các chị cứ nán lại livestream. Bên em sẽ lên lần lượt từng mẫu áo phao một, lên hết lần lượt từng mẫu áo phao nha. Nên là cứ ở lại livestream bên em sẽ phục vụ hết nào. Rồi tiếp tục là K22 màu đen này. Đấy, K22 màu đen là sản phẩm Thùy Dương đang mặc trên người, một sản phẩm dáng phao chuẩn bông rất là dày dặn và được chiết eo, đó là phần điểm nhấn của sản phẩm đúng nào. Rồi ngày hôm nay chỉ sale với mức giá là 350.000. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp xem mã là K22 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. K22 bên em có 4 tông màu và bây giờ em sẽ giới thiệu lại từng tông màu của K22 này. Rồi K22 màu đen này 350.000 này. Rồi các chị ơi, K22 bên em cứ đủ size đủ số, từ size M cho đến size 3XL này, từ 40 này đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em nhé. Đấy, nên yêu thích mình để đúng cú pháp cho em là K22 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. K22 màu đen 350.000 này. K22 màu hồng này, đấy, 350.000 này. K22 màu xám này 350.000 và K22 màu đỏ này 350.000 cho em nhé. Đầy đủ 4 tông màu của K22. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em nào K22 kèm màu kèm số và trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là bao nhiêu ạ? 350.000 các chị yêu nhá. Và hàng có đủ size đủ số, cứ từ 40kg đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Bây giờ em chuẩn bị qua mẫu rồi. 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào yêu thích K22. Nhanh tay để đúng cú pháp là K22 kèm màu kèm số và trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 đấy ạ. Đúng rồi nhờ, nhanh tay giúp em. Nhanh tay giúp em nha. Nhanh tay giúp em nào. Em tiếp tục lại qua một chiếc mẫu áo phao trước đây. Mẫu áo phao nam bạc là một áo phao dáng ngắn nhé. Các chị yêu mà là thích không thích áo phao dáng dài hay là không thích áo phao form dáng Hàn Quốc thì em đang lên phục vụ các chị mẫu áo phao dáng ngắn này. Vừa có điểm nhấn là chiếc ly ở vòng eo này, cực kỳ là tôn dáng luôn đúng không nào. Mặc áo phao và không hề bị phá dáng nha. Nhanh tay giúp em nào, sale hôm nay chiếc áo này các chị có đoán được giá không? Giá như biết ở bên em đang là 450.000 đồng. Nhưng mà hôm nay em sale các chị bây giờ chỉ còn là 299.000 thôi. 299.000 một chiếc áo phao dày dặn đến từ hàng của Châu Cao Cốc. Lâu mũ này là mũ tháo được giúp em nha. Nếu không để thích mũ, tháo mũ ra cho em. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K34 kèm màu kèm số điện thoại. K34 hôm nay có tận đến 4 tông màu cho các chị yêu lựa chọn. 4 tông màu nha. Nhìn cực ấm này. Đấy. Em zoom sát cho các chị yêu xem này. Sát cho các chị yêu xem nhìn cái đường may mũi chỉ bên em là như thế nào đúng không nào. Nhanh tay lên K34 kèm màu kèm số điện thoại. Một cái tông màu hồng em đang mặc là một cái tông màu cực kỳ là nhẹ nhàng luôn này. Đấy, 299.000 giúp em rồi nha. Tiếp tục thì dương qua K34 màu đẹp đỏ này. Đấy, một cái gam màu đỏ này thì khi mà mình mặc trong cái mùa đông lạnh giá này, mình mặc cho em thì nó rất là nổi bật và nó rất là ấm áp đúng không ạ? Bởi vì nhìn cái tông màu của nó này. Đấy, nó là một cái gam màu nóng. Khi mà mình mặc vào mình nhìn thấy nó đã cảm giác rất là nóng và rất là ấm áp rồi. Rồi ngày hôm nay xem mức giá là 299.000. Yêu thích để đúng cú pháp xem mã sản phẩm là K34. K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. K34 bên em có đủ size này, từ size M cho đến size 3XL, là từ 38kg đến 40kg mình đều có size lựa chọn cho đến 70kg mình đều có size lựa chọn cho em. Đấy, yêu thích mã sản phẩm này, mình để đúng cú pháp cho em nào. K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. Lên đơn hàng thành công với mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 299.000 các chị ơi nhá. Đấy, chỉ 299.000 thôi các chị ạ. Một cái sản phẩm áo phao này được chiết ly này, được chiết eo này. Đấy, ôm gọn cơ thể rất phù hợp chị yêu nào mình làm giáo viên giảng viên đúng không ạ? Hết mã này stop nhá. Chơi một ca game thôi. Chị
chị Hoài có không? Chị Hoài không? Rồi nhanh tay giúp em nào, em tiếp tục lên một cái trước cơ. Chị chính chị. Tiếp theo một cái áo phao này, đây là một cái áo phao màu xám, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang chảnh luôn. Cũng chỉ sale bao nhiêu nhỉ? 299.000 thôi. Một cái áo phao dày dặn chiết ly ôm form như thế này này. Form nào ra không form đấy, khúc nào ra khúc đấy mà không hề bị phá dáng mà cực kỳ ấm dưới rồi độ 10 độ C như này. Đừng chần chừ giúp em, để ngay cho em. K0 để cho em là K22 kèm màu kèm số điện thoại giúp K34 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Một kéo cực kỳ đẹp đúng không nào? Rồi K34 này 4 tông màu cho các chị lựa chọn. 4 tông màu cho các chị lựa chọn này. K34 một sản phẩm phao trần bông chiết eo này, rất ôm gọn cơ thể đúng chúng rồi. Ta ngày hôm nay sale mức giá là 299.000. Yêu đúng thích rồi. Để đúng cú pháp cho em. K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 299.000. K34 màu đỏ 299, K34 màu xám 299 này, K34 màu hồng 299 và K34 màu đen 299.000. Rồi ok nào, bây giờ Thùy Dương và Thùy Vân xin phép được kết thúc livestream sớm một lát này. Đấy, hẹn gặp lại tất cả các chị ở một buổi livestream gần nhất nhé.